Rồi xin chào anh em nha. Hôm nay mình tiếp tục quay cho anh em là mâm zin của Yamaha nha anh em, dưới cầm đùm đĩa Sigurd của Yamaha, dưới cầm đùm của Yamaha luôn nha anh em. Thì mấy cái này là nó chạy chung tất cả các dòng Yamaha nha anh em. Thì xe anh em nào Yamaha thắng đĩa thì mua thắng đĩa, thắng đùm thì mình mua thắng đùm nha. Còn anh em nào muốn lên mâm thì có lên mâm luôn. Thì giá thì bao tốt bao rẻ cho anh em luôn nha. Thì mấy cái hàng nặng này á, thì anh em nào chưa mua hàng thì cọc cho mình 100.000 nha anh em. Còn mua hàng rồi thì mình nhận ship code toàn quốc cho anh em được kiểm tra hàng mới thanh toán nha. Và bây giờ để mình quay chi tiết cho anh em nha anh em. Mâm Sigurd. Mâm Sigurd này là mâm Sigurd FI nha anh em. Cây nhỏ nè, nó gọn cũng như mấy cái ẹt đề đầu vậy nha anh em. Nhỏ gọn nè. Còn cái Sigurd GC là cây bự lắm nha anh em, bành cây luôn, nó nặng cực kỳ. Chạy nó nặng xe lắm. Còn bây giờ nó ra Sigurd FI là cây nhỏ nè. Gọn đẹp cho anh em. Mâm này là mình bao cho anh em là mâm zin nha anh em, zin 100% của Yamaha nè. Đó, số mã nó là có đầy đủ hết. Việt Nam. Thông số của nó nè. Cái niềng số lớn của nó nè nghe anh em, 1.6 nè. Yamaha. Đó, đánh sao. Bao đẹp cho anh em luôn. Niềng zin 1.4, 1.6. Bánh trước nè anh em. Đó, chưa lăn bánh luôn. Quá đẹp. Cây nhỏ gọn nha anh em. Cây nhỏ gọn thanh mảnh nó rất là đẹp luôn nha, chứ không phải như cái hàng Sigurd GC mà nó cái cây bành kia nha anh em, nó xấu. Cây giờ nó ra cây nhỏ nè, gọn nè. Đĩa bằng 4 lỗ nha anh em. Đĩa bằng 4 lỗ thì cái này là mình bao cho anh em là không lỗi lầm gì hết nha. Không cong, không quẩn, không lỏng lưng gì hết. Thì mình bán cho anh em với giá là 1.450.000 bao ship nha anh em. 1.450.000 bao ship, tại lúc trước mình bán 1.400.000 mà lúc này nó lên giá rồi nha anh em, mâm nó lên giá rồi mình bán anh em là 1.450.000 bao ship nha. Rồi tới cặp bánh cầm. Bánh cầm nha anh em, bánh cầm thì cũng như vậy luôn, toàn bộ là zin hết. Cầm zin, niềng zin. Đó, cầm zin, niềng zin. Hình như mới luôn nha anh em, chưa chạy nè. Quá đẹp luôn. Chưa lăn bánh luôn nha anh em. Đó, 1.4. Sigurd là bánh trước bánh sau nó bằng nhau nha anh em. Sigurd là bánh trước cũng 1.4, bánh sau cũng 1.4 luôn. Nha, thấy không? 1.4 luôn. Đùm trước nè anh em thấy không? Có dấu keo tháo nè. Chưa lăn bánh. Bao cho anh em là hàng zin 100%, cắm zin, niềng zin, đùm zin hết. Y như mới. Rồi, cái này thì mình bán cho anh em với giá là 1.3 bao ship nha anh em. Triệu hai bao ship, lộn, triệu hai bao ship cho anh em. Thì cái này mình gắn được cho ẹt đồ luôn được hết nha anh em. Ẹt 2010 nè, ẹt nhỏ, ẹt một càng gì, nói chung là cái xe anh em nào thắng đùm sau thắng đĩa trước là xài chung được hết. Sigurd, Powerwood, Sigurd FI thì xài chung hết nha, kể cả là cái loại mà Sigurd có một đời, Sigurd FI nó xài ba lỗ, đĩa ba lỗ mình sẵn xài chung luôn. Thì anh em mua cái này về anh em thay lại cái đĩa 4 lỗ là xài chung luôn nha anh em. Đó, nó xài chung hết. Rồi tới cặp bánh đùm. Cái này là bánh đĩa nha anh em. Rồi tới cặp bánh đùm. Bánh đùm thì cũng vậy luôn, hàng mới đẹp, zin. Cầm zin, đùm zin, niền zin, nước sơn zin luôn. Như mới chưa chạy luôn. Không lỗi lầm gì hết. Bao lỗi lầm nha anh em. Quá đẹp luôn. Nước sơn zin này nha anh em. Rồi tới cái này. 1.4, hai cái là 1.4 hết nha anh em. Toàn bộ là niền da là bánh trước bánh sau đều 1.4 hết nha. Đấy, nước sơn zin. Toàn bộ là zin hết, bao cho anh em là đầu zin hết nha. Cái này mấy hàng này là mình bán rất là nhiều rồi anh em an tâm mà mua hàng nha. Toàn bộ là đồ zin, Yamaha. Thì cái cặp bánh đùm này mình bán cho anh em với giá là 1.000.000 bao ship nha. 1.000.000 bao ship nha anh em. Đó, quá rẻ luôn. Đùm căm này mà chỉ 1.000.000 bao ship. Tiền ship gần cả 100.000, tính ra cặp này nó còn có 900.000 thôi nha anh em. Không có mắc nha anh em, quá rẻ. Chứ giờ anh em mua căm với niền thì anh em bắt vô nó muốn gần bằng tiền nguyên bộ luôn rồi nha anh em. Thì mấy cái này làm về anh em chỉ việc lắp lên xe mà xài thôi, không cần làm gì hết nữa nha. Tại vì căm ta bắt sẵn hết rồi. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em. Anh em nào có mua thì alo trực tiếp cho mình, số điện thoại mình có để trên phần video clip nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.